Rồi, mến chào cả nhà thân thương của mình nha. Hôm nay mình đi về ngoại cả nhà ơi. Về ngoại mình đi thú cá với cậu nè. Hôm nay thú cá có anh Hai vô đó nha. À, anh Hai ngồi bên đây cả nhà. Chào nhà anh Hai ơi. Anh Hai rồi đó. Có cậu Út. Cậu Út này, này cậu Tư. Lúng nha cậu. À, chúc cả nhà có một buổi sáng thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Chúc toàn thể anh em trong nhà ngoài nước được giờ sức khỏe nha. Các bạn thành đạt nha. À, đang hút cá đang tạt rồi nha. À, giờ đang tạt đó. Cậu đang tạt cá dầu xuống dưới mặt tiền hết rồi nha. Nó đang nhiều hết rồi. Rồi mình chia sẻ với nhà luôn nha. Có số người hỏi nói hút cá này là việc nguồn lợi thủy sản đó. Không phải nha ơi. Tại vì á vuông nuôi tôm mà không hút cá là cá còn đang hết tôm mình luôn. Rồi làm sao mà còn tôm nào mà sống nổi. Mình giao hết tạc, mình tạc mình mới có tôm nha. Thì lượng cá thiên nhiên từ từ nó cũng vô lại y gan như cũ à. Chứ đâu có phải là mình tạc rồi mình triệt nguồn lại thủy sản đâu. Đó, giờ xuống đây nè, xuống mặt tiền hết rồi cậu. Đây có ông cha mình chứ, nghe em, bảo con Út. Nè, cái mặt tiền đó nha. Đó, mặt tiền vô cậu. Cá ở giờ đi dầu mặt tiền hết rồi. Cái hồi nó dưới đó nó... Ai bên đó kìa cả nhà ơi. Bên đó nó chảy kìa. Đó. Đó, nó cá chảy đó. Ôi. Cái lượng cá nhiều lắm mà không tạc là như là không có tôm bán đó nha. Thắt luôn á. Nè, chạy đây nha. Ồ, chạy đây đó. Dạ. Lên lên nha. Cái đấu nha. À, ngoài đó nó cũng giận cái dữ rồi. Đi qua đây. Đi vào đây. Ồ trước, cá nhiều quá. Mình lội ra sâu quá. Ồ quá trời ơi trời. Lúng quá vậy. Sao lúng ôi trời đất lúng quá vậy đó đó để nó coi đó anh mệt luôn rồi cá chét kìa ơi đây cá chét kìa cá chét à đây là cái nhà ô chạy dữ rồi đó ô lên bà luôn cá chét kìa đó lên bà luôn ô đã chưa đó đây bốn em nha một hai bốn nha đó đây nha đã chưa đó ờ cống nhiều vậy đây nè nha nè đó khá chắc nha đây nè đây cái kiền đây nha cái này có giá nữa nha ê hình như có con cá chẽm kìa cá chẽm con cá chẽm nè đừng có chẽm cá chẽm vậy cá chẽm vậy lặn lặn ơi ê cá chẽm luôn kìa cá chẽm kìa hai con luôn có con nữa
Ô quá trời cá rồi. Cá đây nè, cá dây mà không thuốc thì được cả nhà. Con cá nâu nè. Đây không không thuốc thì sao được. Nó ăn hết chân con tôm chứ. Cá dẻo cả nhà. Cá dẻo cái gì? Cá nâu. Cá nâu cá nâu. Đâu cá dẻo rồi. Đây đây. Cái nhà đây nhà, đây nhà. Ú bự quá, bự quá. Cái dẹp, cái dẹp, cái dẹp. Ô thắng mình rồi. Cái dẹp bự quá. Giặt vào luôn không? Bắt vào luôn. Đằng kia quá nhiều kìa. Đằng kia có đây nè. Mày chết tí tao rồi. Thoát rồi con. Giỡn cái anh này luôn. Đã quá. Con này không lớn nè. Này cũng phải cỡ 3 kg. Rồi. Xong anh này. Đây cái gì ạ. Con cá chém à. Dính rồi rồi. Bắt được mắt cái mang rồi nha. Đó. Thành công. Con cá chém rồi nha. Ui quá. Quá trời cá rồi. Kìa. Ai đó, đó con, đó con kìa. Rồi đi. Kìa 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 nha. Chém rồi nha. Nữa không nữa. Chém nữa. Hai con chém luôn, hai con, hai con. Đây hai con nè. Từ hai em đó nha. Đó bọn em nè. Em hai em nè. Con này hơi. Ồ có cái đầu nha. Đây. Con này không ngự hơn luôn. Con nhỏ. Con này có hơn 1 kg. Đây con đây nha. Đây kìa, cảm ơn con. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ồ, con cá bự quá. Ê, không phải con cá luôn, cái này con cá trai. Trời ơi, bự, bự già. Gai mà. Hai cá trai nha. Thịt ngon lắm nha. Ôi. Con cá này ngon lắm nè. Để đây, thằng này đi. Đây cá trai rồi. Đây con nè. Đó ơi. Hay cá đói. Đây, cá chét vậy. Con cá này ngon lắm nha. Con cá này hè muối xương xương chiên cái nhà ơi. Con cá này mà nếu mà ai có đi câu á cũng mê lắm nha. Nó ăn mạnh lắm á. Này con chém này nha. Quá quá quá. Rồi, xong mặt ngoài luôn. Chém nữa. Chém nữa. Chém như bậy chém con à. Quá trời chém rồi. Quá trời. Mình tắt máy mình vui điện thoại nhà quá trời rồi. Có còn nó bị đó. Nhà đây con đây nha. Ô chém nhiều quá. Nó chém nhiều mà nó không bự nha. Cá chẽm. Xin bà đi. Ba con nè. Dồn lên đi.
Còn đây con nữa nè, còn đây con nữa. Đây 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 đây, đây gõ gàng đi. Đây nè. Cái này nó ăn còn gì tôm cả nhà ơi. Không việc đó đâu còn đâu. Đó. 4-3 em, thì 4 em. Còn cỡ 1 à. Đây mấy cậu lại tiếp kìa. Tốt. Điểm đó nãy con bỏ lên hai con đó, hai em đó, nãy giờ được 6 con hả nhà, 6 điểm mày. Đây cá kiền nè, ô cá đói nè, cá đói, cá đói, cá heo nè, cá heo nè, ô cá heo đó nha, đây cá heo, làm nghe. Nhiều. Vô cái gì trời. Cá chẽm đó cậu. Phải. Cá chẽm. Vô bạch bạch. Cá lóc mít. Này cá lóc mít rồi nha. Hồi này lên lên nổ ra lên đâu. Cái hơi hút hút nó lên quá. Cá lóc mít rồi nha. Mình dòi cho lên nha. Sao nó chết rồi làm gì nữa hả? Mình chết rồi. Nhà ơi. Cái nhà lên 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 con cái nhà đó này con nè u lên bả luôn bắt coi ê con nó bự coi bự ra chém bự cỡ cỡ con này cỡ đầu tiên á ô nhiều quá trời luôn rồi nó chém cỡ 3 kg mà nó 3 kg. Cái này có chét bự nè. Trời ơi. Cá này ha. Muốn thương thương chiên ha. Còn gì bằng nữa. Được rồi, cho đẹp 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 cá rồi. Đây con cậu ơi, nó bắt cá giảm luôn. Đó, được em mà giảm. Ở đây bắt cá giảm rồi. Cho nhà xe nha. Đó, chạy chạy đi. Bây giờ xin mặt mày không còn chứ. Điện thoại có hơi bị ố ố ở nhà không cảm nha. Mình chui hoài luôn á. Còn em trước. Thu hoạch cá nhờ. À, đó, một em này. Đó, nó dậy nữa. Thì nó dậy nha. Cá này nè, cá nhà đừng mắc cái mang nó nha. Mang nó bén lắm á. Đây. Em thứ hai tắm về khỏe rồi. Cá này ăn tôm lắm. Hiện tại trong miệng à, trong miệng này giờ bóc ra đi, mặn thịt ra là trong mình nó có con tôm, trong mình ăn ăn ghê lắm rồi. Mạnh thì chết còn sống nhăn à. Có chét đó. À. Đã chưa, đã chưa. Mẹ kiếm tiền triệu quá trời. Cái đâu, cái đâu kìa, cái đâu kìa. Ô, cái đâu kìa. Ô, đã. Rồi, nó chém gì đi luôn cậu. Mạnh quá, còn mạnh. Thế chưa hả? Thế chưa? Được có 3 con, còn con nữa. Thế rồi. Rồi, cái đầu rồi, cái đầu đây, xem đây. Đây, cái đầu đây. Ô, chạy qua thợ luôn. Mạnh ghê chưa. Đây, em cái đầu nè. Đó, trời thả luôn rồi. Thả thế nào, qua nhà đó, con nữa, nữa. Ô, ok bắn rồi.
Dạ dạ. Này có kiền, cá kiền nha, cá này ngon nha. Còn con bự nữa. Con chỗ cống á. Nó chìm ơi. Nó bự lắm. Có con nhỏ nãy con xỉ ra vậy. Ăn này còn cái gì đâu. Nhiều người tôi xem nhưng người xem không hiểu đấy, thơ thuốc này diệt nguồn lợi thủy sản hết, tận diệt. Nó ở vùng này mà không thuốc đâu được không? Đó cả nhà ơi, cá như mới có một thuốc kinh thôi, bao nhiêu nè. Mình qua đây. Đây, mình vòng qua đây. Có nhiều bằng con qua khía. Tan nhất luôn. Đó ngon nha. Đừng bắt nó nha. Đó, vậy á. Rồi nó đi rồi. Đây, đây con nè con. Chào thì kém con. Kém con. Tập không được, vô vô. Hình như ở chỗ này con còn cậu. Chỗ cống nè. Chỗ con thấy cái cống. Đi, mình vớt trước cái trước nè. Còn cái con cơ nào nó. Nó lặn hết đi, hồi bò sao nha. Đây, thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Đó, bắt nè. Con qua kia bắt con cá gì nữa, cá đói vậy. Nó bự rồi vậy. Cá phi lên luôn nè. Cá phi. Đây dạ, thì con cái giảm này. Cá phi. Dứt luôn, dứt luôn. Đó. Như thấy có tiền triệu đó nha. À có chét, bự cà bá lửa luôn. Hôm nay cá nó giận quá trời luôn nè. Điện thoại cho anh chết hết trơn mình mò vậy. Nhiều nữa. Mình nói con cá chẽm nữa nè. Cá chẽm nữa nha. Trời ơi, anh bắt hai nè nhà ơi. Nè bắt hai nhà ơi. Bắt hai nha. Dạ. Cá chẽm nữa đó. Nè hồi nãy. Nãy nó ở trên cống nè. Nãy nó vậy nè. Con ơi, bên kia con cậu ơi, bên kia con nữa. Xin chứ. Mày ngồi nhát bự rồi không, ngồi chưa. Để con ngồi bên kia, con gái bự không. Bắt được luôn. Nó nhảy quá vậy. Lòi đó. Cá bự này này mà để chừng 2 năm nó coi ha. Nó gì phải này nha. Đi qua đây con cá này bự nhỏ nè. Này con nè. Ôi trời ơi sao nó đúng. Trời ơi. Sao nó nói. Đúng gì vậy. Trời ơi đúng. Ê cái này nó lịch ra. Hồi hôm nay cấp lịch đây. Đâu rồi? À cái nâu. Ồ hôm nay cá giả mang rồi. Cái nâu hả? Cái nâu có phi. Ồ có phi nè. Quá trời luôn. Cái nâu có phi.
Rồi có con cá chẽm nữa không? Con cá nông rồi nè. Rồi cá nông nữa. Cá nông nhiều. Nè hả? Trời ơi. Gạo rồi. Cá nông nhà ơi. Thôi đã. Đây mấy con kìa. Nè nha. Nè em nè. Đó. Cá nông đó. Chim ơi. Quá trời ham mấy nhà ơi. Trời ơi đã. Về ngoại là sướng như nè. Chim tươi. Đây còn cá heo nè. Giờ giăng mắt rồi, chìm giăng mắt rồi nha. À, mình dừng máy nha. Đồng hồi mà mò mà lên mình mò nha. Lần đầu tiên đó nha. Đầu tiên được nhiêu này nha. Này mình với tạt qua gần mắt nha. Còn cá nhiều lắm. Được cái này vớt lên, cái trước nè. Cái này nó vớt đâu. Có ăn không? Đó nha. Đồ quá trời cá luôn. Ồ, cá nhét nè, mà lấy to. Bắt cá chẽm bự nướng đi ra ngồi ăn. Còn có nữa, còn con bự nữa nè. Cá này chắc 2 ký mấy. 2 ký mấy, con này là 2 ký gì nè. Chẽm rồi nha. Cho ta bỏ nó canh đi luôn rồi. Hết rồi. Nè, cá liền kìm mày nè, bây giờ lấy quay ra làm kìm đi. Rồi vô ngoài mày chốt quá nhiều nè. Bữa nào. Còn chốt thì tâm được cái khác thôi. Rửa cá nè. À. Rồi mình rửa cá rồi, hồi mình tới lúc mình mò mình cho nhà xem nha. À, giờ được số cá đầu tiên còn ra mò đấy, mò cái cho nhà xem theo nha. Quá trời cá luôn. Mới bắt được con nào dép vàng nữa không? Con nào dép vàng nữa không? Hẹn nhà lúc sau nha. Bye nha. Bye nha, hẹn nhà lúc sau nha.